Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin trên cương vị mới Phạm Minh Chính sẽ chiến hay hòa với Nguyễn Phú Trọng. Khi mới về Trung ương bất ngờ lên nắm chức trưởng ban tổ chức Trung ương, thì lúc đó ông Phạm Minh Chính là nhân tố rất mới, là một ẩn số trên chính trường Việt Nam. Đó là bước đầu tiên từ vô danh thành hữu danh. Tuy nhiên, bước ngoặt ấn tượng nhất của ông Chính là đại hội 13, khi mà ông là người đầu tiên tiến lên ghế thủ tướng từ vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương. Trong lịch sử, ngay cả chức thường trực ban bí thư trên chức thủ tướng một bậc cũng chưa có ai chiếm được ghế thủ tướng. Theo thông lệ từ xưa đến nay, thủ tướng là người đi lên từ chính phủ. Tuy nhiên, việc xuất hiện nhân vật Phạm Minh Chính đã làm thay đổi luật chơi. Đây là việc mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể nhận ra là bất thường. Người phá luật chơi được là người có thực lực mạnh nhất. Chức vụ lớn tạo quyền lực rất lớn, đó là lẽ thông thường. Chức vụ lớn, quyền lực nhỏ, đó là con người yếu kém, mà cụ thể đó là nồng đức mạnh. Con người ngồi 10 năm trên ghế tổng bí thư, nhưng quyền lực trong tay đã bị Nguyễn Tân Dũng bào mòn, đã làm ông ta lép vế chức thủ tướng thời đó. Những con người mà chiếc ghế có quyền lực nhỏ nhưng tạo được quyền lực lớn cho mình, thì thế nào con người này cũng có ngày làm chùm cuối cùng của hệ thống quyền lực Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là nhân vật số 1 trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 5 năm qua. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng là một con người như vậy. Chính ông ta đã tiếp nhận ghế tổng bí thư từ ông Nguyễn Đức Mạnh trong lúc mà chiếc ghế này đã mất quyền lực về tay Nguyễn Tân Dũng. Trong thế yếu, vậy mà chỉ cần 4 năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã lấy lại được quyền lực vốn có cho ghế tổng bí thư. Và đến đầu năm 2016, ông Trọng đã loại nốt ông Tân Dũng ra khỏi chính trường Việt Nam. Cũng có tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng lợi dụng chức tổng bí thư mà cấu kết với người đứng đầu đảng và đứng đầu nhà nước ở Bắc Kinh để đào chiêu sức mạnh cho mình. Đấy là điều không có lợi cho đất nước. Tuy nhiên, nếu so sánh ông Nguyễn Phú Trọng với đối thủ chính trị của ông như Nguyễn Tân Dũng hay so sánh với đồng minh của ông như Trương Tấn Sang, thì ông Trọng vẫn giỏi tranh đoạt quyền lực hơn rất nhiều. Điều đó không thể phủ nhận. Và câu hỏi đặt ra là sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là ai? Ông Nguyễn Phú Trọng đã lập lên cái lò khá lợi hại. Nhờ cái lò đó mà ông làm nhiều đối thủ chính trị phải e sợ. Đến như ông Nguyễn Tân Dũng, đến giờ này vẫn chưa yên tâm là con trai cả của ông có vào được hay không, và có tồn tại tiếp được hay không thì nói gì đến những người khác. Để có được công cụ lợi hại như thế, ông Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực suốt 10 năm trước khi ông nắm chiếc ghế tổng bí thư. Hiện nay có một nhân vật mới nổi có thể so sánh với Nguyễn Phú Trọng. Người đó chính là ông Phạm Minh Chính. Nếu so sánh những việc làm trong quá khứ thì thấy rõ ông Phạm Minh Chính đã chuẩn bị từ lâu khi làm bí thư tỉnh ủy, chứ không đợi đến khi lên chiếc ghế cao nhất trong đảng rồi mới thực hiện những toan tính về sau. Đa mưu túc kế là bản chất của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đó không phải là phẩm chất nổi trội của chính ông Trọng, mà nó cũng là một phẩm chất nổi trội của những con người khác. Đó chính là phẩm chất của ông Phạm Minh Chính, người sẽ ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 5 tháng 4 tới đây, mặc dù có một số ý kiến phản đối từ các bộ lão trong đảng. Thực tế cho thấy ông Phạm Minh Chính tiến thân nhanh như tên lửa, và chính ông cũng đã vượt qua xếp của mình là tướng công an Hoàng Ngọc Nhất đầy danh ma. Vào năm 2002, ông Hoàng Ngọc Nhất bị phế truất, nhưng ông Chính thì vẫn cứ tiếp tục tiến những bước vững mạnh và vững chắc. Từ vị trí thư ký văn phòng để trở thành một thủ tướng, ông Phạm Minh Chính chỉ vỏn vẹn mất có 19 năm, một con số rất kỷ lục. Điều đó chứng tỏ ông Chính là một con người đa mưu túc kế bậc nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Như đã nói, trong nhiều bình luận trước đó của tờ Thời báo .de thì hiện nay, trong Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có ông Trọng và ông Chính là hai người kết nối với Trung Quốc tốt nhất. Không phải ngẫu nhiên mà ông Chính đã có thể từ ban bí thư nhảy ngang qua chính phủ, đánh bại hai ứng viên nặng ký là Trương Hòa Bình và Vương Đình Huệ. Nhảy trái tuyến mà đánh bại hai kẻ đi đúng tuyến thì ắt phải ổ mưu và được trợ lực rất lớn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, một ngôi sao đang lên. Như vậy thì có thể nói giữa ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng, kẻ tám lạng, người nửa cân. Ông Nguyễn Phú Trọng lợi thế hơn ở chức vụ cao hơn
và có kinh nghiệm nhiều hơn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, ông Phạm Minh Chính thì trẻ hơn và còn quỹ thời gian nhiều hơn để tiếp tục củng cố quyền lực cho mình. Quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng không thể mạnh hơn nữa mà chỉ có thể giảm đi. Trong đó, quyền lực của ông Phạm Minh Chính hứa hẹn sẽ lên cao hơn nữa. Và dư luận đặt ra câu hỏi liệu sư tử gặp hổ có sống chung được với nhau hay không? Suốt nhiệm kỳ 2011-2016, trên chính trường Việt Nam nổi nhất là Nguyễn Tấn Dũng và sau đó là Nguyễn Phú Trọng. Nếu nói ông Trọng là hổ thì ông Dũng cũng là sư tử chứ không kém cạnh gì. Năng lực đấu đá cũng vượt trội so với phần còn lại. Tuy nhiên hai người này lại không ưa nhau, đó là một thực tế. Và chính họ đã đấu nhau cho đến ngày hôm nay. Nguyễn Tấn Dũng đã buộc phải rời chính trường, nhưng những đường đi họ vẫn nhắm đánh vào nhau chứ chưa ai chịu buông ai. Ngày nay ông Nguyễn Phú Trọng là hổ thì ông vẫn là hổ chứ chưa thể làm mèo cho được. Uy quyền của ông Trọng vẫn rất lớn và cái lò trong tay ông làm khiếp sợ không biết bao nhiêu người. Trước đây ông Dũng ngồi vào ghế thủ tướng thì ngày nay ông Phạm Minh Chính cũng ngồi vào ghế thủ tướng. Nếu nói ông Nguyễn Tấn Dũng là sư tử thì ông Phạm Minh Chính cũng chẳng kém cạnh. Cũng là sư tử mà lại còn sư tử trẻ hơn nên hứa hẹn chiến đấu tốt hơn là sư tử già Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Ông Phạm Minh Chính là con người thầm trầm, nói ít làm nhiều, không khác gì ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu nói ông Nguyễn Xuân Phúc là thủng rỗng kêu to hay nổ mỗi khi có dịp xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên ông Phạm Minh Chính là thùng đặc, không kêu to nhưng rất nặng ký. Đó là điểm khác biệt giữa ông Chính và ông Phúc. Và rõ ràng chúng ta sẽ thấy ông Phạm Minh Chính sẽ không nổ như ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Chính sẽ có 5 phó thủ tướng giúp việc và một dàn bộ trưởng để chia sẻ trách nhiệm. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính sẽ không kém cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng và vượt trội hơn Nguyễn Xuân Phúc. Thực tế qua 5 năm làm thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc không thể và cũng không dám đối đầu với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Phúc chỉ muốn an phận thủ thường ở chiếc ghế quyền lực thứ hai. Tuy nhiên, nếu nói ông Nguyễn Tấn Dũng không an phận thì ông lại ở ghế thủ tướng 2 nhiệm kỳ. Còn an phận như Nguyễn Xuân Phúc thì ở ghế thủ tướng chỉ được có 1 nhiệm kỳ. Điều này chắc ông Phạm Minh Chính cũng nhìn ra. Vì vậy, có thể dự đoán ông Phạm Minh Chính sẽ không an phận thủ thường. Tuy nhiên, chiến bằng cách nào thì chưa thể đoán định được, vì đó đang còn ở tương lai khá xa. Và tiếp tục, câu hỏi được đặt ra là khi nào thì có thể chiến? Liệu với chức thủ tướng, ông Phạm Minh Chính có dừng lại ở ghế thủ tướng hay ông có tham vọng trở thành một hoàng đế như Tập Cận Bình bên Trung Quốc? Với cỡ người được cho là an phận thủ thường như Nguyễn Xuân Phúc còn ham chiếc ghế tổng bí thư, thì huống chi con người đầy tham vọng như ông Phạm Minh Chính có thể bỏ qua điều này. Không khó để nhận ra, ông Chính chỉ chọn ghế thủ tướng như một giai đoạn chuyển tiếp để đạt được tham vọng cao hơn về quyền lực chính trị. Vì vậy, ông sẽ hướng tới cái ghế tổng bí thư là điều đương nhiên và muốn thâu tóm hai chức vụ này vào tay của mình như Tập Cận Bình bên Trung Quốc hay như Nguyễn Phú Trọng trước đây, thì trước hết phải đoạt được chiếc ghế tổng bí thư đã. Và một khi ông Chính đã nhắm được ghế tổng bí thư thì cuộc chiến cung đình sẽ trở nên sôi động hơn trong những năm tháng sắp tới. Đây là hình ảnh liệu ông Phạm Minh Chính sẽ chiếm ghế tổng bí thư lúc nào. Trạng thái sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng hiện giờ là điểm yếu dễ thấy nhất. Người ta không chắc ông Nguyễn Phú Trọng có thể ngồi chiếc ghế tổng bí thư đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là nếu chỉ ngồi giữa nhiệm kỳ thì sao, mà nếu ngồi đến hết nhiệm kỳ thì thế nào? Với con người đa mưu túc kế như Phạm Minh Chính thì ắt ông ta đã phải tính đến hai tình huống đó. Với vai trò là đứng đầu một nhóm lợi ích ở cung đình đang tranh giành quyền lực và ảnh hưởng với nhóm lợi ích Nguyễn Phú Trọng, thì có lẽ ông Phạm Minh Chính khó có cơ hội thừa kế ngai vàng nếu ông Nguyễn Phú Trọng ra đi hay rút lui khỏi chính trường vì bệnh. Mà người thừa hưởng chiếc ghế tổng bí thư trên danh nghĩa là thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng. Còn người thực tế mà ông Nguyễn Phú Trọng đang chọn thì không ai khác chính là ông Vương Đình Huệ. Vì vậy, nếu tính cho trường hợp ông Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ, thì ông Phạm Minh Chính phải kiểm soát được ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng. Còn nếu tính cho tình huống thay ông Trọng cuối nhiệm kỳ, thì ông Phạm Minh Chính cần cạnh tranh sức mạnh với thế lực của ông Trọng, làm sao cho đến năm 2025 thế lực của ông vượt qua được thế lực ông Trọng, thì ông Phạm Minh Chính sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực số 1 này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 5 tháng 4 năm 2021 với bản tin Trên cương vị mới, Phạm Minh Chính sẽ chiến hay hòa với Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.